Kính thưa quý vị, hôm nay mưa lớn đã dịch xuống Quảng Nam, Quảng Ngãi, ngập lụt đã xảy ra ở nhiều nơi và cảnh báo còn tiếp diễn trong 2 đến 3 ngày tới. Khu vực Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục là tâm mưa lớn trong đêm nay và 2 ngày tới. Dự báo tổng lượng mưa 450 đến xin lỗi quý vị, tổng lượng mưa 250 đến 450 mm, có nơi mưa đặc biệt lớn trên 700 mm. Còn Thừa Thiên Huế và phía Bắc tỉnh Bình Định khoảng 150 đến 300 mm, có nơi trên 400 mm. Từ Quảng Trị trở ra phía Nam Hà Tĩnh khoảng 50 đến 100 mm. Mưa kéo dài, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Ngoài ra trong 3 ngày tới, các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi có thể có lũ cao từ báo động 2 đến báo động 3. Các sông ở Quảng Bình, Quảng Trị lên báo động 1, báo động 2, có nơi trên báo động 2. Mưa lớn kết hợp với lũ lên sẽ tiếp tục gây ngập úng các vùng trũng thấp ven sông. Mưa lũ dâng cao, đến trưa nay hàng loạt hồ thủy điện ở khu vực miền Trung Tây Nguyên phải xả lũ để đảm bảo an toàn hồ đập. Như là hồ thủy điện A Vương, Quảng Nam, lượng nước xả là hơn 360 m khối trên giây. Hồ thủy điện sông Ba Hạ, Phú Yên, Gia Lai, lượng nước xả 500 m khối trên giây. Hồ thủy điện C San 3A, La Li, Gia Lai, lượng nước xả từ gần 500 đến hơn 600 m khối trên giây. Trước tình hình mưa lũ diễn biến bất thường, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã ban hành công điện yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với mưa, lũ, sạt lở đất và ngập úng, đảm bảo an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản. Sau hơn một ngày tạm dừng lưu thông, các đơn vị chức năng đã thống nhất cho phương tiện lưu thông qua đèo Hải Vân trở lại từ sáng nay. Các đơn vị chức năng khẩn trương khắc phục trong chiều tối qua để đảm bảo lưu thông an toàn qua đèo. Trước đó, vào chiều ngày 13 tháng 10, ta luy dương đèo Hải Vân tại km 905+600, địa phận Đà Nẵng đã bị sạt lở. Ngoài đất đá sạt lở tràn lấp mặt đường, thì các khung sắt gia cố ta luy dương cũng đổ sập, gây tắc đường hoàn toàn, buộc cơ quan quản lý phải quyết định cấm qua đèo để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, thì Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng vừa có văn bản thông báo cho học sinh mầm non, học sinh, học viên trên địa bàn toàn thành phố nghỉ học vào ngày mai 16 tháng 10. Các trường tư thục căn cứ tình hình thực tế chủ động quyết định việc đi học của sinh viên. Đà Nẵng là một trong hai địa phương nằm trong cảnh báo rủi ro thiên tai cấp độ 4, là cấp độ rủi ro lớn nhất do mưa lớn kéo dài và diễn biến phức tạp. Với phương châm chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ, các địa phương trên địa bàn đã tập trung lực lượng sơ tán dân, sẵn sàng ứng phó với ngập lụt có thể trở lại. Tại mỗi điểm sơ tán tập trung, thì Ủy ban Nhân dân phường, xã, công an, quân đội đã chủ động chuẩn bị đầy đủ các nhu yếu phẩm cần thiết, cũng như là vào tận khu dân cư hỗ trợ thức ăn tạm thời cho người dân. Đây là nơi sơ tán tập trung của 19 hộ dân với 44 nhân khẩu nằm trong khu dân cư Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Đã quá quen với cảnh chạy lụt, ông Võ Lam cùng nhiều người dân sinh sống tại đây đã chủ động hơn trong việc ứng phó. Chủ động hơn, tức là coi như là nhiều lần quá rồi, mình không thể để mà đến mà khi mà cuối cùng nữa là mình ấy, thành ra là coi như mình là lo đi nước mặn dân, giờ là mình lo mình đi. Tại mỗi điểm sơ tán, nhu yếu phẩm của người dân đều được cung cấp đầy đủ. Ở địa bàn dân cư, 100% cán bộ chiến sĩ túc trực tăng cường công tác tuần tra, đảm bảo an toàn tài sản trong thời gian người dân đi tránh trú. Công an thành phố Đà Nẵng đã huy động hơn 4.000 cán bộ chiến sĩ khẩn trương hỗ trợ sơ tán dân, di dời tài sản, ứng cứu người dân ở các khu vực ngập lụt. Năm nay chúng ta có những cái chuẩn bị tốt hơn ngay từ địa cơ sở, và hiện nay chúng tôi đã thực hiện công tác tuyên truyền đối với chỗ những khu vực cũng là thường xuyên ngập lụt để đảm bảo cái tính mạng và đặc biệt là vấn đề sử dụng điện đang bị ở khu đó. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng cũng đã chỉ đạo các đơn vị huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ cùng các phương tiện cần thiết, khẩn trương sơ tán người dân đến nơi an toàn, đồng thời hỗ trợ đồ ăn, nước uống giúp bà con. Còn đối với Bộ Chỉ huy và cơ quan thì đến xuống thăm động viên, tặng thêm nước, lương khô, số vật phẩm khác, hỗ trợ cùng với địa phương để địa phương chăm lo cho bà con. Trước những dự báo về mưa lụt bất thường, chính quyền và các đơn vị công an Bộ đội Đà Nẵng vẫn đang làm tốt công tác chuẩn bị, sẵn sàng cơ động lực lượng, phương tiện xử trí các tình huống thiên tai, sự cố,
tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn. Đợt mưa lớn trong những ngày qua đã khiến cho nhiều khu vực nội đô thành phố Đà Nẵng ngập sâu. Ngoài việc đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, các cấp chính quyền Đà Nẵng cũng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ ổn định cuộc sống, vệ sinh môi trường cho người dân sau khi nước rút. Từ sáng đến chiều nay, mưa đã ngớt và nước bắt đầu rút. Người dân vùng ngập lụt tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng bắt tay ngay vào việc dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Kinh nghiệm sống chung với ngập nước ngay trong lòng nội đô đã giúp nhiều người dân nhanh chóng vượt qua khó khăn với phương châm nước rút đến đâu, dọn vệ sinh đến đấy. Chúng ta sống chung với lũ rồi, thành ra là chúng ta phải có cái chuẩn bị. Thứ nhất là đưa đồ đạc lên trên, thứ hai là chúng ta phải kiếm cái nơi cô rớ để chúng ta tránh lũ hoặc là tránh bổ. Cho nên cái điều đó là anh em đang nuôi trong nhân dân đây cũng đã có cái tính toán hết. Khi nước rút thì còn ít nước thì nhân dân cũng tự dọn vệ sinh môi trường cho nó sạch sẽ. Thứ nhất là trong các bờ tường, đường phá nói chung là chúng ta phải dọn vệ sinh để sau này khỏi ảnh hưởng cái môi trường sống cho cái về xa. Trước tình hình ngập lụt trên diện rộng tại quận Liên Chiểu, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã cắt cử các lực lượng thường xuyên túc trực để sẵn sàng hỗ trợ cho người dân về nhiều mặt. Nhất là sau khi nước rút, các lực lượng vũ trang đã được điều động đến giúp chính quyền địa phương và người dân dọn vệ sinh môi trường, tổ chức lại cuộc sống sau lũ lụt. Chỉ đạo các địa phương sẽ chủ động trong cái việc nắm bắt cái tình hình cụ thể của bà con người dân để mà có cái sự hỗ trợ kịp thời trong cái việc mà khắc phục cái tình huống trong lúc khó khăn như thế này, tăng cường mạnh các lực lượng để thu dọn vệ sinh và đảm bảo cái vấn đề vệ sinh môi trường, khơi thông ngay những cái cống rãnh mà lâu nay bị lấp ở dưới mình chưa thấy được. Theo dự báo, mưa lớn sẽ còn tiếp diễn tại các tỉnh miền Trung trong những ngày tới. Việc chủ động các phương án phòng chống, đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân đang là nhiệm vụ trọng tâm tại thành phố Đà Nẵng thời điểm này. Theo dự báo thời tiết thì tiếp tục còn mưa. Mà mưa bây giờ nước nó chỉ bồi thêm thì bắt đầu là cái ngập nó sẽ lên nhanh. Đảm bảo là cho bà con là phải có đáp ứng được cái lương thực khẩn cấp. Bởi vì khi ngập lụt này thì ngập hết cả bếp rồi, có nấu gì nữa. Thế thì phải có những cái hỗ trợ lương thực, nước uống kịp thời cho bà con. Ngập lụt kéo dài sâu đến hơn 2 mét ngay giữa lòng đô thị xuất hiện liên tục những năm gần đây tại thành phố Đà Nẵng. Tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân nhận thức đầy đủ và có những kỹ năng cơ bản sống chung với ngập lụt là điều cần thiết để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết khó lường. Sau Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng thì đến hôm nay trọng tâm mưa lớn đang dịch dần xuống khu vực Quảng Nam, Quảng Ngãi. Quý vị có thể theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, cả ngày nay thì mây ẩm phát triển đậm đặc, chủ yếu là ở hai tỉnh này. Lượng mưa ở đây cũng đo được rất lớn, lên tới 225-302mm. Mưa lớn đã gây ngập lụt nhiều nơi. Cảnh báo tình trạng ngập lụt có thể còn gia tăng khi mưa lớn vẫn tiếp diễn ở khu vực này. Trọng tâm mưa trong đêm nay và hai ngày tới là Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Dự báo lượng mưa lên tới 250-450mm và có nơi trên 700mm. Còn Thừa Thiên Huế và phía Bắc tỉnh Bình Định khoảng 150-300mm và có nơi trên 400mm. Từ Quảng Trị trở ra phía Nam Hà Tĩnh là 50-100mm. Mưa kéo dài, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi. Khoanh vùng nguy cơ cao nhất trong đêm nay là các địa phương Bắc Trà My, Nam Trà My, Phước Sơn, Tây Giang, Đông Giang, Nam Giang, Hiệp Đức, Nông Sơn, Tiên Phước, Quế Sơn, Phú Ninh, Núi Thành và Đại Lộc ở Quảng Nam. Các huyện Ba Tơ, Minh Long, Trà Bồng, Sơn Tây, Sơn Hà, Đức Phổ ở Quảng Ngãi. Sạt lở xảy ra vào ban đêm rất nguy hiểm bởi mọi người đang ngủ. Nếu ở những căn nhà nằm trên đồi dốc, tốt nhất là quý vị nên ngủ tại các căn phòng xa sườn đồi nhất để phòng tránh nguy cơ đất đá sạt xuống, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng vật dụng cần thiết để có thể sơ tán ngay lập tức khi mà nghe thấy các tiếng động bất thường.